Nếu chúng ta tập trung vào trao giá trị, chúng ta trở thành những người bán hàng vĩ đại. Bán hàng là phục vụ, bán hàng là thêm giá trị vào cuộc đời khách hàng. Nếu bạn chỉ tập trung vào tiền, khách hàng sẽ ngửi thấy điều này, khách hàng sẽ cảm thấy điều này, và giao dịch không bao giờ thành công. Nếu có thì đó là những giao dịch nhỏ. Chúng ta không bao giờ muốn bị người khác bán hàng cho mình khi họ chỉ quan tâm tới tiền của mình. Bạn cũng vậy. Bạn sẽ chẳng bao giờ muốn mua hàng từ một người chỉ quan tâm đến tiền của bạn. Cho nên chúng ta hãy luôn nhớ, dù bán được hay không, vẫn phải thêm vào giá trị cho khách hàng. Vậy thì trong bài thuyết trình sản phẩm của mình, bài trình bày về sản phẩm của mình, đừng tập trung vào sản phẩm, cũng đừng quá tập trung vào bài trình bày. Hãy hiểu rằng bài trình bày này của mình đang thêm gì vào giá trị cho khách hàng. Tôi lấy một ví dụ về bài thuyết trình sản phẩm của tôi mà có thể tạo ra giá trị cho khách hàng. Hôm qua có một vị doanh nhân làm lĩnh vực về bánh pizza đông lạnh cấp cho nhà hàng. Anh này bán pizza số lượng lớn cho các nhà hàng, quán cà phê, pizza đông lạnh. Nếu nói về pizza đông lạnh thủ công, anh ấy là hàng đầu tại Hà Nội. Bài trình bày của tôi thường bắt đầu bằng những câu hỏi. Tôi hỏi anh ấy, này anh, một năm doanh số của anh bằng bao nhiêu? Anh ấy nói khoảng 15 tỷ. Tôi hỏi, thế thì khoản lợi nhuận của anh được khoảng bao nhiêu? Anh ấy bảo khoảng được 3 tỷ. Tôi mới nói với anh ấy, anh có giỏi không? Anh ấy bảo tôi là nghệ nhân. Tôi mới nói với anh ấy điều này. Và đây là một câu nói đã tác động mạnh vào anh ấy vào thời điểm ấy. Tôi nhìn thấy anh ấy sắp khóc. Anh có phải là người tốt không? Tôi không cần câu trả lời. Anh là người tốt mà anh không mang những tấm bánh ngon này tới khách hàng, để cho những miếng bánh công nghiệp tràn lan ở ngoài kia. Vậy anh có còn là người tốt không? Đó là một bài trình bày về bán hàng. Câu hỏi tiếp theo, anh có muốn tăng gấp đôi doanh số không? Bài trình bày sản phẩm của tôi vẫn đang tiếp tục tạo giá trị cho anh ấy. Anh ấy thay đổi về cảm xúc, một cảm xúc tích cực, những ham muốn đẩy anh ấy lên trạng thái cao hơn. Tôi nói với anh ấy, có vài điều cơ bản sau đây có thể làm tăng doanh số của anh. Anh có muốn tôi trình bày cho anh nghe không? Thứ nhất, anh có bao nhiêu đại lý? Anh ấy trả lời 500. Tôi hỏi, với những nỗ lực của anh có thể tăng lên được bao nhiêu cửa hàng, đại lý, quán cà phê? Anh ấy nói, nhẹ nhàng thì lên được khoảng 700. Tôi nói, tuyệt vời. Tôi hỏi, có tăng được doanh số cho các cửa hàng không? Anh ấy nói, các cửa hàng thì vân vân. Và đấy là tôi đã phát hiện thấy vấn đề. Tôi nói, tôi có thể chỉ cho anh vài cách để giúp doanh số của anh tại các cửa hàng tăng lên không? Anh có bao giờ uống nước ngọt không? Anh ấy trả lời không. Tôi hỏi, thôi cứ giả sử nếu anh uống nước ngọt, anh sẽ gọi từ gì? Anh ấy nói, Coca. Rồi một người bên cạnh nói, Pepsi. Vâng, Pepsi và Coca đã được thay thế cho từ danh từ chung là nước ngọt. Vậy thương hiệu của anh là gì? Anh ấy đọc cái thương hiệu của anh ấy. Vậy anh cần phải làm thế nào đó để khi người ta vào, thay vì gọi pizza, người ta phải gọi thương hiệu của anh. Lúc đó anh mới thành công được. Tôi không chờ anh ấy tiếp tục. Tôi hỏi, anh có biết thịt nướng Trung Quốc là gì không? Anh ấy trả lời, tôi không biết. Tôi tiếp tục câu chuyện lúc nãy. Ở Trung Quốc, thịt nướng đã làm náo loạn du lịch của một thành phố mỏ. Anh thử search xem. Anh ấy chần chừ. Anh ấy bảo, tôi rốt công nghệ lắm. Tôi lại bảo tiếp tục, anh rút điện thoại ra, vào Google tra thịt nướng Trung Quốc du lịch. Và bạn sẽ thấy khắp các trang mạng trong nước, ngoài nước đều nói về du lịch và thịt nướng. Khủng khiếp. Anh ta nói, ồ, sao tôi không biết điều này nhỉ? Tôi tiếp tục nói với anh ấy, vậy thì anh có thể thấy thịt nướng làm biến đổi ngành công nghiệp du lịch.
Vậy bánh pizza của anh làm thế nào để đạt được điều đó? Tôi hỏi, anh có biết vì sao thịt nướng lại trở nên nổi tiếng như vậy không? Anh nghĩ lắc đầu và nói, không, tôi biết mà. Tôi tiếp tục bài trình bày của mình. Tôi nói, đó là vì có vài người TikToker đã review món thịt nướng đó, nên dân chúng đổ xô đến đó để ăn thử. Và thế là cơn bão người xảy ra ở Trung Quốc. Anh có dùng TikTok không? Anh ấy trả lời, tôi có nghe. Chưa dùng. Tôi bắt đầu đến phần trình bày chi tiết hơn. Đầu tiên, anh phải. Thứ nhất là tập trung vào marketing cho người dùng cuối thương hiệu của anh. Thứ hai, anh phải tính toán đến việc mời những người nổi tiếng đến ăn và review sản phẩm của anh, review nhà máy của anh, review ở các quán ăn. Tôi hỏi tiếp, anh muốn doanh số lợi nhuận của anh là bao nhiêu? Anh ấy trả lời, gấp đôi. Tôi hỏi, 600 triệu một tháng phải không? 3 tỷ một năm, 600 triệu một tháng phải không? Anh ấy gật đầu. Câu hỏi tiếp theo của tôi, tất cả bài trình bày của tôi là các câu hỏi. Anh sẵn sàng chi trả bao nhiêu để có 600 triệu lợi nhuận này? Anh ấy ngập ngừng và tôi nói tiếp, anh cứ chọn đại một con số đi. Anh ấy trả lời, 200 triệu. Tôi hỏi anh ấy, anh có sẵn sàng trả tới 900 triệu để có 600 triệu này không? Một người nào đó đứng cạnh tôi đã nói, sẵn sàng, nhưng anh ấy im lặng. Và tôi hỏi anh ấy, anh có muốn biết vì sao những người xung quanh này sẵn sàng trả 900 triệu chỉ để lấy 600 triệu lợi nhuận, anh biết họ lỗ bao nhiêu không? Anh ấy trả lời, 300. Tôi nói, tuyệt vời. Đó là phần trình bày của tôi, giống như một cuộc hội thoại và đang mở ra cho anh ấy một tầm nhìn mới về kinh doanh. Đó là bài trình bày tạo ra giá trị. Tôi tiếp tục, có những công việc kinh doanh, khi chúng ta nhỏ hơn đối thủ, nếu chúng ta có một lượng tài chính tích lũy nhất định, chúng ta phải dùng một chiến lược có tên gọi là xâm nhập thị trường. Anh phải bán những sản phẩm với giá xâm nhập thị trường. Anh phải trả thêm tiền để họ bán sản phẩm của anh. Bán được bao nhiêu, anh cho họ hết. Anh cho họ thêm tiền. Anh cử người PC đến sự kiện để bán được nhiều hàng hơn. Đẩy đối thủ khỏi thị trường. Anh có tiền để làm việc này không? Anh ấy nghĩ. Và khi những cái gật đầu nhỏ đó, tôi hiểu rằng đã đến lúc chốt đơn. Nhưng tôi dừng lại ở đó, vì tôi hiểu rằng anh ấy lần đầu tiên gặp tôi, anh ấy chưa tin tôi. Tôi không dừng lại ở chốt đơn, vì chưa nhận ra những tín hiệu phù hợp. Anh ấy nói, cảm ơn thầy Long, tôi phải về đón con. Tín hiệu này cho thấy chưa sẵn sàng, tôi đi tiếp. Và tôi nói với anh ấy, hôm nay anh chỉ cần nhớ hai điều. Tập trung vào marketing sản phẩm, sẵn sàng chi trả nhiều hơn để đối tác bán hàng cho anh. Bằng cách đó, xâm nhập vào thị trường, làm cho mọi người tự hào về sản phẩm của anh bằng việc sử dụng những video ngắn, mời những người nổi tiếng đến để review sản phẩm cho anh. Nếu anh muốn đi sâu hơn, tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ anh. Đừng ngần ngại liên hệ với tôi và tôi sẵn sàng phục vụ anh để anh bán được nhiều hàng hơn. Đó là một bài trình bày về sản phẩm của tôi. Tôi thường nói về sản phẩm của tôi theo cách như vậy, giúp họ nhận thức được giá trị ngay trong phần trình bày sản phẩm. Đó là một cuộc hội thoại dài và đó là lý do tại sao hôm qua tôi về muộn. Tôi có hẹn với các bạn là 5 rưỡi tôi về, nhưng mà phải 7 giờ tôi mới về, vì đó là một buổi trình bày cho anh bánh pizza biết cách làm sao để gia tăng doanh số. Vậy thì hãy luôn nhớ, cho dù là bài trình bày sản phẩm, luôn phải tập trung vào việc khách hàng nhận được giá trị gì. Vậy thì những hành động cần phải làm. Thứ nhất, khi gặp gỡ một ai đó, hãy tạm thời quên hoa hồng của bạn đi. Quên khoản tiền bạn sẽ nhận được từ khách hàng đi. Tạm thời quên nó đi. Tập trung 100% vào việc cho khách hàng nhận được giá trị. Làm thế nào làm được điều đó? Hãy luôn nhớ điều sau đây. Trở thành người cho đi lớn nhất trong thị trường của bạn. Không phải trở thành người bán được nhiều hàng nhất, trở thành người cho đi lớn nhất. À, cái chỗ này phải hiểu nghĩa đen, đừng hiểu nghĩa bóng. Nhiều người về mang hết hàng hóa trong kho cho mọi người.
và ấy là trở thành người phá sản nhanh nhất trong thế giới của mình. Người cho đi các giá trị không có nghĩa là bạn phải mang sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình cho người khác. Mà ở đây là những giá trị bạn mang lại thông qua quá trình phục vụ họ phải là những giá trị lớn nhất mà đối thủ không thể mang lại được.